Lee Jong Suk bị bóc trần đang hẹn hò mỹ nhân Itaewon Class, còn tặng siêu xe hẳn hoi. Kim Jong Ho là một cựu phóng viên giải trí nổi tiếng. Loạt video cũ của phóng viên này đã được đào lại và dân tình không khỏi dùng mình khi Kim Jong Ho đã tiên tri chuyện Seo Jae-ji thao túng, điều khiển bạn trai cũ Kim Jong Hyun. Hé lộ nữ diễn viên có thái độ vô cùng tồi tệ trên phim trường. Nhưng đây không phải sự thật gây sốc duy nhất được Kim Jong Ho tiết lộ trong video này. Theo cựu phóng viên giải trí, thực chất Lee Jong Suk và mỹ nhân Kwon Nara đang hẹn hò. Thậm chí nam tài tử khi nàng say giấc còn mua tặng bạn gái cả một chiếc siêu xe Ferrari sang chảnh. Tin đồn cặp đôi hẹn hò đã râm ran từ vài năm nay nhưng chính chủ không ai thừa nhận. Giờ đây với lời khẳng định của thánh tiên tri, netizen càng thêm chắc mẩm Lee Jong Suk, Kwon Nara chính là một đôi tình nhân. Theo đó, nam diễn viên đã cật lực theo đuổi Kwon Nara từ khi cô còn là thành viên Hello Venus. Sau đó, Lee Jong Suk tìm mọi cách ký hợp đồng. Đôi khi họ nhìn thấy cả hai hẹn hò cùng nhau. Kwon Nara bước xuống từ xe của Lee Jong Suk hoặc đi ăn chung. Cụ thể, Nara thường được nhìn thấy tại quán cà phê 89 của Lee Jong Suk. Mặt khác, nữ ca sĩ có nhiều điểm tương đồng với hình mẫu lý tưởng của anh, nữ diễn viên Lina Jong. Một người trong cuộc chia sẻ, người đứng đầu Aman Project là Lee Jong Suk. Anh ấy quản lý tất cả các lịch trình của Kwon Nara. Sau khi hợp đồng của Nara với Fanta Gió kết thúc, anh ấy đã dành rất nhiều thời gian để ý đến sự nghiệp của cô. Tuy nhiên, công ty chủ quản của Lee Jong Suk đã lên tiếng phủ nhận. Mối quan hệ của cả hai chỉ là tiền bối hậu bối thân thiết. Tuy nhiên, sẽ chẳng có trang truyền thông nào tin mà ngay lập tức vào cuộc điều tra vì nghi ngờ đây chỉ là kế sách bảo vệ hình ảnh của hai diễn viên. Không để khán giả thất vọng, nhiều nguồn tin tiết lộ, Nara hiện có kế hoạch chuyển đến chung cư mới mà vô tình cách nhà Lee Jong Suk vài bước chân. Người trong cuộc nói rằng Nara đã ký hợp đồng thuê căn hộ ở Osu-jong của Seoul, khu phức hợp nằm cách khu biệt thự Hanan-jong sang trọng, nơi Lee Jong Suk sống khoảng 5 phút đi bộ. Theo người này, Nara chuyển nhà sau thời gian dài sống cùng em gái. Đáng nói, Newsis tiết lộ Lee Jong Suk và Nara chuyển từ mối quan hệ đồng nghiệp tiền bối, hậu bối sang yêu đương lãng mạn vào đầu năm nay. Câu chuyện chắn chắn không phải là tình cờ. Từ thời còn là thực tập sinh, Nara được mọi người gọi là Lina Jong của bốn đăng khi sở hữu chiều cao là 1m72 và khuôn mặt nhỏ. Được biết, Lee Jong Suk là một người hâm mộ của bà xã Won Bin kể từ khi cô ấy ra mắt làng giải trí. Họ từng hợp tác trong dự án phim phụ lục tình yêu đài TVN, dự án cuối trước khi Lee Jong Suk nhập ngũ. Mặc dù đã phục vụ quân đội với tư cách là nhân viên cộng đồng kể từ tháng 3 vừa qua, cả hai người đã gặp gỡ thường xuyên khi Nara đích thân đến thăm anh. Một số người biết chuyện gọi Nara là người phụ nữ của Lee Jong Suk, phản hồi với cư dân mạng trên Naver. Còn tưởng đang viết về Lina Jong, nghĩ sao mà so với Lina Jong, hình mẫu lý tưởng là Lina Jong, nhưng mà mình không thấy giống gì cả. Lina Jong không hề tạo ra mùi hương nhân tạo như vậy cả. Chị ấy trông rất thông minh và đáng yêu. Họ hoàn toàn khác biệt, làm sao mà Lee Jong Suk lại có thể lấy hình ảnh cao cấp của Lina Jong để so sánh với Kwon Nara. Thôi đừng lôi kéo chị Lina Jong vào chuyện này nữa. Lina Yang là nữ thần của tất cả phụ nữ. Kwon Nara không phải là Lina Jong. Một bài viết hỗn độn về mọi thứ hiện tại. Mặc dù công ty quản lý đã phủ nhận nhưng người hâm mộ vẫn tò mò, hoài nghi về mối quan hệ giữa Kwon Nara và Lee Jong Suk. Trong khi đó, cả Lee Jong Suk và Kwon Nara chưa từng trực tiếp lên tiếng sau sự việc này.